Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trình bày cách làm chả giò chay với cái vỏ bánh tự làm. Vỏ bánh với bột mì đa dụng thì mình đã ra radio rồi. Bữa nay mình sẽ chia sẻ phần làm nhân chay sao cho chả giò của mình giòn lâu và cái cách gói để mà khi mình chiên thì hai cái đầu nó không bị đen. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách mình làm. Trước tiên là mình xài 50g đậu xanh, mình đem mình hấp. Trước khi hấp thì các bạn có thể là ngâm rồi mình nấu. Nếu mà nấu trực tiếp như vậy á thì mình nấu instant pot, mình nấu có 3 phút là nó đủ chín rồi. Và cà rốt á thì mình xài 200g cà rốt đã gọt vỏ rồi, mình sẽ bào ra sợi rồi các bạn sẽ đem sấy cho nó khô cái mặt là được. Mình sấy thì 300 độ F cỡ 10 phút. Khoai môn mình sẽ xài là 400g cũng gọt rồi mới cân. Sau rồi mình sắc sợi rồi mình cũng sấy 300 độ F 10 phút. Bạn đừng có sấy khô quá thì khoai nó không có ngon, nhưng mà mình á thì mình sấy bằng cái lò instant pot, cái lò air fryer. Tương đương như vậy thì mình cũng sấy với 300g hành tây sắc mỏng ra, nhưng mà mình sấy 300 độ F với 20 phút thì hành tây nó mới hơi khô. Nấm mèo thì mình ngâm đi, mình không có cân, mà mình ngâm xong á mình sắc ra được một chén vuông á là được. Tàu hũ kỳ là mình xài 60g tàu hũ kỳ, sau khi ngâm xong á thì mình cắt ra được một cấp rưỡi. Một cấp đây tức là một cái chén á. Bạn có thể họ trên cái bao họ nói là ngâm 5 phút, nhưng mà mình ngâm tới 20 phút luôn. Tại vì ngâm 5 phút á, cái phần lõi ở phía trong á, nó vẫn còn cứng. Thành ra các bạn ngâm tùy theo cái loại tàu hũ kỳ các bạn mua. Thì mình ngâm sao mà cho nó mềm đều hết á. Chứ nó cứng quá khi mình chiên lên á, thì nó giòn, nó không có béo. Bây giờ thì tất cả sau khi mình sắc vụn xong á thì mình bỏ vô một cái thau thật to, một cấp rưỡi tàu hũ kỳ đã sắc rồi á. Các bạn nhớ khi mình sấy đồ á là thường á là người ta là người ta vắt, nhưng mà mình nó không có muốn mất đi chất dinh dưỡng. Mình sấy thì mình chỉ sấy hơi khô khô thôi, cho ráo nước chứ không phải là sấy khô. Còn tàu hũ á mình cũng bỏ air fry 15 phút 400 độ F để cho nó ráo nước và nó cũng lên mùi thơm nữa. Sau đó mình hai miếng đậu hũ thì cân ra là cỡ 225g á. Rồi bạn sắc vụn lại giống như hạt lựu, nhỏ hơn nữa cũng được. Khoai môn mình nhắc lại, khoai môn á khi các bạn có thể phơi nhưng mà không có phơi bởi vì rùi lắm, thành ra mình làm sấy là bảo đảm, và sấy thì nó có mùi thơm hơn. Mình vặn nhiệt độ mà 300 độ F á là nó sẽ hơi xém xém á, nó thơm. Hành á thì mình sẽ xài hành có là hai loại hành, các bạn xài một loại cũng được, mình có sẵn ngoài vườn mình hái vô hai loại luôn á. Thì mình sắc ra xong mất cỡ một chén là được. Đáng lẽ hành để cho ráo ráo rồi, cái này mình sắc xong rồi mình bỏ. Đậu xanh mình nói hồi nãy là xài 50g đậu xanh đó, thì mình nấu xong thì nó ra được là một chén á. Bây giờ mình đổ nó vô. Rồi hai muỗng canh hành baro. Bây giờ mình bỏ ít lát, mình bỏ thêm vô cho đủ. Hành baro này là mình đem mình phi rồi. Nếu mà các bạn không có xài hành baro á thì các bạn có thể xài hành thường, hành tím cũng được. Mình cho vô một muỗng canh á, cái bouillon chay này. Đây là cái chất mà nó vừa mặn vừa ngọt của đường, vừa ngọt của như là bột nêm rồi này.
Mình cho vô nửa muỗng cà phê ớt bột. Tiêu này là tiêu trắng, mình cũng cho vô, mình cộng thêm cái tiêu đen nữa. Là đủ nửa muỗng cà phê thôi. Các bạn muốn nhiều thì cho thêm vô. Cho vô 2 teaspoon dầu mè. Tất cả mọi thứ là mình đã cho vô xong hết rồi. Thì bây giờ là cái lúc nếu mà các bạn thích bột nêm, bột ngọt, đường thì các bạn bỏ vô. Tại vì đồ này là đã chín hết rồi, sạch sẽ, mình bạn có thể nêm nếm lại. Bây giờ mình thì mình chỉ có chất mặn là duy nhất là ở trong cái bột chay đó đó, cái bouillon đó. Cái nhân này làm đủ cho 52 cái chả giò. Cà rốt thì mình hơi sấy hơi khô, các bạn không cần sấy hơi khô kiểu đó. Chỉ cần là nó vừa ráo, không có cho làm ra nước là được. Trộn xong thì bây giờ mình lo qua cái phần hồ dán, mình cho vô nửa muỗng cà phê bột mì với lại 2 muỗng canh nước. Mình bỏ vô lò microwave là cỡ 20 giây, mình khuấy đều là mình có hồ để mình dán. Bánh tráng này là mình đã làm một tuần trước rồi, bây giờ mình đem ra mình gói. Bạn thấy cái nhìn cách gói á. Cách gói này thì mình có hai cách gói. Đây là một cách. Bạn chú ý là cái mép á, mình nên dán kỹ lại hơn. Có những cái mình dán không kỹ khi mình chiên á, nó bung ra. Bởi vì cái bánh của mình làm á, nó dày hơn cái bánh của người ta bán. Thành ra nó khi nó giòn á, nó dễ bung mí lắm. Với lại khi mà mình chiên mà mình ép nó xuống cái lực ở giờ cái dầu á, nó hơi nóng, nó bung lên là nó sẽ làm cái mí bánh nó sẽ bung ra. Đó bạn coi mình bắt cái góc của mép á, mình làm như vậy là khi mình chiên á là nó nhân nó không có lòi ra, tức là nó không có cháy. Không phải là nó lòi ra mà nhân á, nó có được nhiều lớp, chứ mình nhân mà nó chỉ có bao một lớp vỏ á, là chiên nó sẽ bị đen. Nhưng mà cái nhân của mình này nó đỡ một cái là nó toàn là khô hết, chứ nếu ướt là nó nhân mà một lớp là mình chiên ra là nó sẽ bị xém đen chỗ đó. Đây là cách gói thứ hai, là mình bẻ hai bên mép vô trước rồi mình vừa cúng vừa tém cái đầu vô thôi. Cách nào cũng được, mình cho cái này chạy nhanh lên chút đó, bẻ hai đầu vô để cho nó song song đều cái chiều dài của cúng chả giò. Cái vỏ này là mình làm đợt đầu tiên, thành ra nó hơi dày. Lúc đó mình xài 22 gram bột, sau này mình xài có 20 gram bột thì cái bánh nó mỏng hơn. Mình dán không có được kỹ lắm, các bạn chú ý nha. Tại vì khi mình chiên rồi mình mới thấy trở ngại, rồi mình mới lưu ý cho các bạn để các bạn tránh cái trường hợp như vậy. Rồi, 52 cái chả giò dư nhân á, mình lấy hai cái bánh tráng thường á. Bánh tráng thường mà để mình cuốn cho hết cái nhân. Chả giò dầu á thì mình cho nó nóng lên cỡ 300 độ F, 350 độ F, tức là 176 độ C thì mình bắt đầu mình bỏ vô mình chiên. Khi mình bỏ nhiều vô thì cái dầu nó sẽ giảm xuống nhiệt độ là vừa, với lại nó không có làm cái bánh mình cháy, đừng có lo. 350 là khi mình bỏ vô là nó sẽ hạ bớt xuống rồi. Đó, bạn thấy cái một cái bên tay mặt á, nó hở mí rồi đó. Là mình phải bóp nó lại. Thành ra mình lưu ý lại các bạn á, dán cho kỹ. Đó, cái này cũng bị hở nữa, phải bóp nó. Mấy cái đầu, mấy cái sau mình dán lại hết thì nó ok.
tùy theo các bạn bỏ nhiều hay ít, dầu nhiều hay ít như thế nào á. Như ở trong cái nồi của mình á, thì mình cỡ là 7 phút là mình thấy vàng rồi. Và có thể là mình chỉ chiên vàng sơ sơ, tại vì cái này á, là mình làm xong rồi, mình làm mà để mình cúng. Thành ra mình làm xong rồi á, mình để ráo dầu rồi mình bỏ vô bao, mình để tủ lạnh, để tủ lạnh đông lạnh á. Rồi đến khi nào mình xài thì mình phải đem bỏ air fry, tức là nồi chiên không dầu, mình chiên lại cho nó vàng thêm. Mình để đông lạnh rồi cũng một tuần lễ. Đây là mình chiên nó vừa vàng thôi, nó cũng không có vàng rực á. Đó, những cái bánh của mình làm như vậy. Là bây giờ hai cái này á là bánh tráng thường, nó rất là giòn luôn nha, nó giòn lắm. Như là mình phải bỏ vô tủ lạnh rồi hồi mình đông lạnh á, hồi mình ăn á, mình dùng á, thì mình đem ra mình chiên lại, chiên không dầu lại cho nó vàng. Nó nhìn kỹ là bây giờ mời các bạn nghe mình ăn. Vỏ này nếu mà trình độ tay nghề mà cao hơn thì cắn mỏng nữa thì cái bánh nó sẽ nó giòn xốp hơn. Cái này giòn giòn, cái vỏ hơi bị dày á. Đó, mình chia sẻ với các bạn cái cách của mình làm chả giò chay. Đầu thì nó không hề bị đen ha, không hề bị cháy. Rồi mình gói có hai kiểu gói vậy đó, các bạn muốn chọn kiểu nào cũng được, miễn sao là dán mí cho chặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.